Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Hiện tại thì cháu đang có mặt ở một nơi rất là xa. Thì hôm nay thì cháu sẽ dẫn tất cả mọi người đi xem một cái ngôi nhà ở trên một cái chỏm đá rất là đẹp luôn các bác. Thì vào đến đây thì không biết đường, hỏi được anh Giai đây, anh Giai dẫn đi. Cái này mình đào để làm gì anh? Là xây cái làm cái tường rào này á? Anh thuê à? Anh thuê làm hay tự làm? Tự làm á? Thế làm được mấy ngày rồi? Thế hôm nay sao? Hôm nay có anh em chú em vào giúp một tí à? Thế mọi người ở đây là khép con đường mới đi ấy nhỉ? Em thấy ở đây có đường thì làm rất là dày luôn đây. Đường của xã làm có khác, đổ rất là dày luôn. Cái này chắc phải 10 phân, 8-7 phân. Thế anh à, cái đường này qua đâu đi nhỉ? Đi nhà bên ấy anh. Làm hơn 10 ngày được bọn này thì mất bao tiền rồi? Thì từ làm thì 200 nữa, còn đắp cả xi măng nữa cả. À, gần trước cửa đây sợ trẻ con. Ấy nên là mình phải làm như thế để nó đỡ phải đổ đúng không? À, cái nhà này anh mới làm à? Anh em mới làm à? Nào mày, cái con chó này rất hư nhá. Ơ nhưng mà sao tự nhiên lại có một cái ngôi nhà ở cái trên đỉnh núi này? Có người già ở đúng không? Thế cái em thấy cái một ngôi nhà ở trên đỉnh đấy mà. Cái nhà trên đỉnh núi này. Đi bên này đi. Đi bên dưới kia đi á? Có phải bên này đi không được à? Ôi. Sao đi á? Thì tức là đây vẫn đi được gì? Đây có đường đi không? Cứ đây đi bộ xuống à? Cái cây to ngay trên này đúng không? À thế là em lại đi sai đường rồi. Thế cảm ơn anh nhé. À thế là ở đây có hai bố con ở cái nhà này. Sao lại ở cái trong cái nhà bé tí, có ai ở nhà không? Không có nhà ở á? Bây giờ có ai ở trong nhà không anh? Cả bố cũng đi hết à? À bố đi mấy ngày về xong là còn con này đi tiết về. Con được mấy tuổi mà sao? Con trai con gái? Con trai à? Vợ bỏ đi à? Nhưng mà ông bố ở nhà không có vợ à? Vợ chết rồi. Thế hai bố con ở với nhau thôi. Thế thì em cảm ơn nhé. Thế bây giờ phải đi đến cái cây to thế, xong là vòng từ bên kia sang đúng không? Anh có việc thì thôi. Anh có việc thì anh chỉ đường em từ đi cũng được. À cái nhà ấy, cái trên đỉnh núi dưới này này, đi ở bên nhà ông Thọ cái nhìn sang nhìn thấy này, rồi rồi nhưng mà sợ anh tin anh tiếng anh bận làm việc ấy, đi đến kia là có đường đi đúng không? Đường bé đi sang bên này, đường bé nhưng mà đi bộ thôi, đi bộ cũng được, không đi bộ không phải đi xe, đi bộ cũng được. Thế cảm ơn nhá. Vâng. Anh cứ làm việc đi, đến dưới này là có đường đi bộ à? Đấy cái đoạn cua ở kia đúng không? À rồi thế em cảm ơn nhá. À thế các bác ạ, đi nhầm đường rồi, thế là phải quay lại tiếp. May quá còn gặp được người, không là cũng không biết là đường nào mà lần luôn. Ở đây có mấy cái nhà thôi, rất là hẻo lánh luôn, nhưng mà cũng được cái là toàn người ở giáp biên hết nè. Cũng chắc một nơi không đi làm thuê Trung Quốc được thì hơi vất vả một chút thôi. Hầu như anh ấy là nói tiếng Kinh rất là tốt. Các bạn, sau khi mà hỏi đường thì lại quay ngược lại. Lại quay ngược lại những cái đoạn bên này rồi đi bộ lên. Chắc khả năng là đường này là đúng rồi, bởi vì là cái ngôi nhà đấy ở một nhà ở ngay trên đỉnh núi luôn. Ngoài cái nhà đấy không có một ai cả. Và theo cháu không được biết là nghe từ mọi người kể thì là bác đấy đang ở một mình thôi, không có ai cả. Một mình sống lẻ loi ở trên một cái chùm núi cô đơn, lẻ loi. Đó. Giờ thì hôm nay cháu sẽ đưa tất cả bác và tất cả mọi người đi vào đó để khám phá xem lý do tại sao mà bác đấy
lại ở trong một cái đỉnh núi một mình như vậy, hay là lý do tại sao đó mà bác không chuyển ra cái ngoài, ví dụ là ra ngoài đường đường to như ngoài kia đó, ra những cái chỗ mà đường to để ở, hay là không có đất hay là như nào. Thế cứ câu chuyện này bây giờ cũng dẫn tất cả bác, tất cả mọi người đi vào đó để xem cái thứ hư nó như nào nha các bác nha. Chắc là cái đường này thì bác thì rất ít khi đi, nên là cái đường mọc cỏ khá là nhiều. Hoặc là cái chỗ này thì mọi người đi cắt cỏ, cắt cỏ bò các thứ, mọi người sẽ đi vào trong này thì cắt, thì đường mòn nó sẽ nhiều hơn. Cháu Hùng thì cũng rất thích đi khám phá, và cháu Hùng cũng dạo này cũng kết nối được khá là nhiều đoàn từ thiện về lên vùng cao để giúp các bé có những cái bộ quần áo ấm qua mùa đông. Đến hôm 22 đến hôm 30 tháng này thì cháu Hùng kín hết lịch. Lịch là mọi người đặt hết lịch thì cháu Hùng dẫn tất cả mọi người đi vào trong sang điểm vùng sâu, vùng xa để đi hỗ trợ các bé những bộ quần áo ấm để mặc nha bác. Đây là cái con đường mà lên lên nhà chú ở trên đỉnh núi bác. Trời, rất là gian nan vất vả luôn. Cháu Hùng thì cái cân nặng của cháu Hùng ấy thì khá là nặng, nên là đi leo núi, về cái leo, cái việc leo núi nó hơi vất vả một xíu, nhưng mà không sao, bởi vì là cháu Hùng cũng là người ở trên vùng cao này mà. Cháu Hùng người trên vùng cao, hồi còn nhỏ thì những cái thứ này cháu Hùng cũng được lấy cho lợn này đó, những cái rau lợn này cháu Hùng cũng được từng, cũng đã từng buổi sáng 4 giờ dậy để đi lên trên núi như này để cắt cỏ cho bò cho lợn, lấy rau cho lợn, cắt cỏ cho bò. Ôi trời ơi, cái đường vất vả quá các bác ạ. Nhưng mà chả hiểu lý do tại sao ông lại thích ở trên đấy một mình thế. Và chả biết là giờ này lên đi có gặp được ông ở nhà hay không. Đấy còn là một cái vấn đề rất là lớn các bác. Lên trên đấy thì không được gặp được ông ở nhà thì cũng là một cái do cái duyên số mình chưa đến thôi các bác. Các bác, thời tiết trên này thì hôm nay thì trời bắt đầu xe lạnh rồi, nên là những cái việc mà đi lại thì phải cần sự có những cái áo ấm để mà lên trên bản làng. Thật ra là nên để đến vào một cái ngôi nhà ở trên đỉnh núi thì cái con đường đi nó rất là gian nan, rất là vất vả, khổ sở luôn các bạn. Cái đoạn như này, trời ơi, ôi dồi ôi, chả hiểu lý do tại sao gì mà ông lại chọn một cái nơi mà ở trên cao như vậy, và cái con đường đi lại rất là khó luôn, rất là xấu luôn các bác ạ. Trời ạ, rồi đây rồi, ông vẫn ở nhà nha các bác. Đây, cháu sẽ chuyển cam ra cam trước để cho tất cả các bác cùng nhau xem này. Ông có ở nhà nha. Các bác có thể thấy là cháu cũng nghe thấy cái tiếng tiếng gõ cái cạch của đó. Thấy tiếng gõ cái cạch của chú đấy rồi. Cái ngôi nhà kìa. Trời ơi, tại sao lại chọn ở những cái nơi như vậy? Đường đi thì khó khăn. Đây có một cái hẻm như ở cái hẻm tình yêu các bác. Đi xuyên các cái hẻm này thì sẽ đến được nhà của chú đấy nha. Và chả biết là chú có con cái không, sao lại chọn những cái nơi như này ở. Cháu sẽ đi một mình, bởi vì anh Trao thì anh có đi bên Lai Châu rồi, còn những cái vùng cao thì chắc chắn là cháu sẽ đi chinh phục hết. Trên Mèo Vạc này thì còn rất nhiều chỗ để mà khám phá, nhưng mà vấn đề là do
vấn đề đòi hỏi sức khỏe của con người xem là có bền được không. Nếu mà bền được thì có khả năng là đi được rất là nhiều nơi, còn không bền được thì đấy là một cái việc rất là khó để mà cho những ai mà muốn khám phá những cái bản làng sâu và vùng xa. Cho các bác để thấy là trước mặt cháu Hùng đây là hùng vĩ thật sự luôn. Đó, toàn núi với đồi thôi, không thấy một cái bóng gọi là một cái bóng nhà, ngôi nhà nào luôn đó các bác ạ. Nếu mà để chọn thì chắc là cũng không ai muốn ở trong một cái nơi mà chỉ có một căn nhà ở trên một cái đỉnh núi này đâu. Nhưng mà cái đấy chắc là ở đây thì theo cháu nghĩ thì nương đây thì chắc là của chú ấy hết. Sau những phút tìm kiếm, sau những cái chuyến đi, sau những cái bước đi và đi hỏi mấy cô chú ở bên trên thì bây giờ cũng đã hỏi được nhà của chú và giờ cũng đã nhìn thấy nhà rồi. Nhà ở đằng sau đây các bác, đó ngôi nhà ở tít đằng sau cháu Hùng đây. Trời ơi, quá là đẳng cấp luôn. Tại sao lại ở gần một cái nơi mà thật sự ra là không ai muốn ở cả, nhưng mà chả hiểu lý do gì mà chú vẫn thích ở đây. Rồi thì các bác đi theo chân chú vào trong đấy để tìm hiểu rõ câu chuyện bên trong như nào nha các bác. Chứ còn thật ra thì chú cũng có thể nói được, nhưng mà không biết lý do gì mà chú có thể vào ở trong những cái nơi như này. Càng đến gần thì cái tiếng gõ cành cạch của gia đình chú cháu nghe rất là rõ luôn rồi. Wow, ôi trời ơi, ở trên cái một mỏm đồi, trời quá là đẳng cấp luôn các bác. Ở trên một cái ngọn đồi mà ở tất cả hai bên là vực hết, chỉ có một ngôi nhà ở giữa là ngôi nhà, còn hai bên đều là vực nha các bác nha. Rồi, quá là đẳng cấp. Trời, sao mà người ta giỏi như vậy, sao mà có thể siêng như vậy được nhỉ. Đây vẫn có hai đường nha, một đường là từ dưới kia lên này, một đường là từ tít và xóm bên kia về, nó còn một đường là ở cái đầu bên này về. Nhưng mà thôi, cháu cũng đã chọn được cái con đường mà đến được với gia đình, là đến đích là tuyệt vời lắm rồi các bác. Đây bây giờ đang tưởng tượng ra như bồng lai tiên cảnh luôn các bác, đi trên đây thật là phiêu luôn. Ở đây thì mọi người cũng đang làm công trường, mọi người đang làm một cái con đường tít trên kia, trên núi trên kia để bà con đi lại cho nó dễ, để các cô các em học sinh đi lại cho nó dễ dàng hơn. Và xã cũng cho đầu tư làm đường, làm để phát triển kinh tế cho bà con trên vùng cao này các bác. Đây thì quay con đường mà nó thật ra là rất là chill luôn các bác. Ở đây còn có một cái bó củi nữa này, hay một bó mà hai bó. Và đến đây là có một cục cáo ở mấy cổng nữa này. Tí lâu có chung khi tờ tao nào ui dùng một tỏ chảy mấy chiều, ui dùng một tỏ chảy mấy chiều khi tờ tao, khi tờ tao có mấy ông ở nhà thôi. Và đây là rất là đẳng cấp nha. Cháu cũng có hỏi là vào đường vào được thì cháu cũng vào trong nhà chơi một tí, nhưng cháu ông ấy bảo vào được nha. Giờ cháu sẽ mở cái cổng nha. Tuyệt vời quá. Ở đây rất là sạch sẽ nha. Tuy là ở trên núi mà những cái xung quanh này ông rào bằng cái đá này lên này. Trời, làm một cái cổng rất là chất lượng luôn các bác. Đây, làm một cái cổng. Đây chả biết là
Ông có cái tư tưởng, ý tưởng gì sao tự nhiên ông lại đến ở cái chỗ mà một nơi như này nha các bác. Thật là tuyệt vời. Khi mà lên đến đấy cháu không nhìn thấy cái cổng đấy, cháu không thấy bất ngờ hết. Nó chẳng hiểu lý do gì mà, hay là ông có cái tư tưởng gì mà ông ở trên cao vậy. À đây lại có thêm một cái cổng nữa này. Trời, đây có thêm một cái cổng nữa. Bây giờ cháu sẽ từ một cửa này, cháu có hỏi là có được vào không. Ông bảo được vào thì giờ cháu từ một cửa nha. Ây à. Ông có rất là nhiều đường. Làm cả đường này. Thôi mình đi đường này đi. Đường này cháu không đi thế, nhìn thấy nó dễ dàng hơn này. Đó, có những bậc là ông cũng sửa lại hết rồi. Những cái bậc thang. Nó chê rồi. Hả? Ủa, cháu tôi nó chỉ còn đi thế nào. Sau khi leo đổi từ bên đầu bên kia sang thì cháu cũng đã đến được với gia đình của ông. Giờ sau nữa mới trở xuống ở giờ. Chào chị chào xong rồi. Ở chào thì nó ở ở ở chào tôi nó sao ní? Tôi nói về hậu thì ông cái lò nó sao chứ? Ở thì nó tôi nó sao ní thế? À thì ra là ông đấy thích ông chú này thích thích cái cuộc sống mà một mình, thích cái cuộc sống tự do một mình. Ở nhỉ nó tủ thứ nào? Chị à, ở nhỉ nó ở tủ nhỉ nó ý à nó ní thế? Ở chị nhớ sao là cho à cho mi tú? Cho mình chú chỉ thử mà nhìn nhó nhìn to cho nhìn nhó tao mới cầu khiêm tôi à vậy à nhìn chỉ thử nhó to vậy chỉ cho nó cho rồi ừ, tao cầu khiêm vậy ờ nó nhìn tôi cầu xuống nữa hay nhìn thầu nhìn cho nhìn chỉ thử nhó mới cầu khiêm ờ chỉ nhó nó mới cầu xuống nữa à ông chỉ thử nhó thế ôi tao thích khi tôi nị thầu nhó bùn đào bùn đào thích khi rồi ờ tao nó tiếp bùn đá đấy á ồ hồi xưa chú đấy ở từ tít rồi kia à hay ha ông chú đấy lại thích ở trên thích ở trên cao này. Đấy, ở trên cao thì ông chú ấy có làm được rất là nhiều tổ ong con nịu dù mong à? Dù mong à? Ủa đứa chị ấy tao xuống rồi? Nhưng mà tao chai nhìn ý xuống rồi. Đấy, ý xuống rồi. Thế ông chú đấy tự dọn lên. Ồ, tu ố, ố xưa rồi? Tu chỉ bát à? Tu mù ố rồi, nhìn thích chỉ bát tao. Ồ, ố, ố, tu ố, nó nhìn thế. Ồ, cháu, ố nhìn nhớ thằng ní? Nhớ sao chỉ tu mà dùng một khả tông thì có tà cháu xưa à? Ồ, nhớ mà đã chỉ mất tao rồi? Đã chỉ mất của không. Nhớ của họ cứ để chứ một tờ. Ồ, nhớ cứ để chứ một tờ á? À, rồi, cháu không hiểu vấn đề rồi. Bây giờ, ông chú ấy là, ý của ông chú là ở dưới kia không có củi đốt. Nên là ông chú phải lên ở trên này mới có củi. Tức là ở xung quanh này này. Các bác có thể thấy là có những cái cây bé bé này. Nó có khô ấy, chú có thể bẻ được về để đun. Ở dưới kia chú không tìm được củi, chú mới lên ở trên này. Ồ, nhớ bùn đá chứ một tờ như thế nhớ sổ ni. Ồ, ông một trẻ từ tu. Tôi từ tôi nói ấy thì tôi dòm mà mua rồi tao biết không chịu bỏ lỗ cả mua rồi rồi chú cô mua ra mua biết không chịu bỏ lỗ á mua chịu bỏ lỗ cả ở bên của tao biết không rồi chịu bỏ cả chị tao thành tốt đấy nhìn tao nó lo tao hơn thì tôi tiếc lâu cả chị tao rút bộ chị bao tỉnh chị mất tỉnh à thế là khổ quá nhỉ các bác nhỉ bây giờ là có hai đứa con. Một thằng con trai lớn thì ở ngay dưới này, còn em trai thì đi làm ở dưới Hà Giang mà cũng không gọi điện cho ông luôn. Nào, cho con này. Ôi trời ơi. Này Túc. Này. Túc à thì trả lời, học lớp mấy rồi? Mô giáo. Nào, cho ông này, cuối giờ này. Đó, ai cũng có phần nha. Trời ơi, sao ông chú lại thích ở những cái nơi như này nhỉ? Ủa một chú hồ chê mình gì hả? Đấy, giờ thì tôi cũng sẽ dẫn tất cả các bác và mọi người đi vào trong gia đình ông để xem nào. Sao ông lại thích ở những cái nơi mà ở trên vùng cao như vậy? Hay ha, cái ngôi nhà đây. Các bác có thể thấy là có cái giường. Vào đây có cái giường thì được cái bếp ở gần đây. Nó, có cái bếp ở gần đây thì ông cũng có một cái cầu thang này. Các bác có thể thấy cái cầu thang rất là chất lượng này. Cầu thang này là cũng cổ lắm rồi. Lúc đi cư bỏ hậu lò lò ấu hả? Lúc nè? Lúc cư bỏ hậu lò cư bỏ hậu lò. Ôi ôi, ông khỏe này á. 65 tuổi mà một mình ông vác được cái thang từ dưới kia lên. Nhà lúc nè? Nhà. Chị nha. Ông ấy có, ông ở trên này ông cũng làm được rất là nhiều điều hay. Có cả bí này. Đó, tao cho bỏ hậu lò.
Thế là bí là ông có làm một ít nương ở dưới này, thì ông về đây để lấy lên đây để làm giống. Đây là cái cánh cửa trước mặt đây. Ôi đã view triệu đô luôn các bác. Ôi chà, đúng là nếu mà các bạn ở trong thành phố mà thấy ngồi ngại quá thì các bạn có thể, các bác có thể lên đây để hưởng thụ cái nơi khó của trên vùng cao đây các bác. Ở trước cửa thì có trồng được cái cây cảnh này đấy. Ông ấy ở một mình, ông ấy trồng được rất là nhiều cây cảnh nha. Quá là tuyệt vời luôn các bác. Ô là trời, bên cạnh còn xong trồng được cả chuối này. Nào, ở trên này chắc là khả năng là ông ấy lấy củi. Sao nếu ông muốn cho tàu rồi? À, ở trên này là đi lấy củi, củi còn ở trên kia rất là nhiều luôn các bác. Trời ơi, chả hiểu sao ông lại ở được cái nơi mà người thường không thể mà biết được luôn. Thật sự ra cháu không đi qua đây bao nhiêu lần rồi cháu không để ý. Hôm nay thì cháu mới để ý là ở trên đỉnh núi này có một cái ngôi nhà. Và vào đến đây thì có đúng một ông cụ 65 tuổi ở đây một mình. Và con cái không ở cùng. Con cái thì ở đoạn dưới, tít tận dưới hùm như này cơ. Ông lại thích đi ở trên đỉnh núi. Chắc là ông cũng có tuổi rồi, ông muốn ở cái chỗ mà yên tĩnh. Chẽ ở lầu, thì nhìn nó ní rồi đó. Lầu mà. Thì tôi nó ní thế. Tiêm một tàu tàu là thế thôi. Vua có tàu trâu thôi. À, vua tàu trâu tôi nó ní kìa. Tụi tôi, đó, chứ sao tụi tôi nhó. Được chứ nhiều. Ít chỉ khánh thôi à. Nhiều phải nhỉ? Ừ. Ồ, rồi tụi tôi nhó rồi. Tụi tôi nhó, 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 à, thế là ông là như câu chuyện của ông là nghe cháu nghe có qua là như này. Bây giờ ông đấy là hai đứa con trai thì cũng chia hết, ông cũng chia hết cho nhau hết rồi, rồi chia cả phần ông nữa. Nên chia nên phải pế tù ra, phải pế pu tù tu rau này, pu tù tu lo này, pu ở ít tù này, nên nếu mà nhẹ, nếu uống nếu nó nhẹ. Thế là câu chuyện này rất là hay nha. Chia hết rồi thì bây giờ ông này không ở dưới không có củi, ông mới chạy lên trên đồi này ở trên này để có củi đốt này. Đấy, các bạn có thể thấy là cái dưới này có một cái cổng này. Đây, cái cổng này. Cái cổng này là trộm vào thì cũng không thể biết được vì ông ở trong cái núi này là không ai đi qua được luôn. Khá là hay luôn các bác. Nhưng mà đứa nhắn đi mà tú cho mỏ tú púp nó rồi. Bố cười đi. Bố cười thì chỉ muốn thì chỉ có tay. À, thế không có gạo đâu. Ôi trời, chú trời muốn đây hấu. Chú đây từ đâu? Chú cho mà đây thế. Chú muốn là đây đấy. Chú muốn là đây mà một ai của hấu chú rồi. Trời ơi. Ở đây uống nước thì đợi nước mưa thôi. Rồi, cái tí nước này. Nước này là sao mà uống được rồi các bác? Nước này cho cháu không uống được rồi. Nếu mà không có nước thì phải đi xuống dưới kia để gùi về. Đi xuống ở tít tận dưới đấy kia để gùi về. Đó. Đây là hai đứa con của con trai cả. Ố tù à tú của tú 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 trên này đầy hết này, như là tài trâu rồi. Giờ thua lúc chơi khu này trong phán giả cư lỗ. À, chơi bằng trái cao uế giả cho nhìn nó thôi. À, thế là cái nhà của ông ở dưới kia là ông cũng làm bằng cây tre cây nứa này. Bây giờ là chuyển về đây thì ông sẽ lấy cái này làm củi này. Cái nhà dưới kia là cũng đan như kiểu này hết, đan bằng cây tre hết. Đấy, đây còn có điện nữa nha. Ơ, chỉ mất tay mà. Từ tôi thò ho lại. À, thế là có cái bóng điện này, món tu mà người thích khi bộ. Nói chung là ông thích ở trên này thì con trai cũng rất là ủng hộ ông nha. Ở dưới kia này vẫn có điện, ông vẫn có điện để dùng. Cái này là cái đèn à? Luôn lướt tánh à? Lướt tánh thì... Ừ, lướt tánh... Ồ, ua thôi hả? Ua thôi, chỉ mua tánh ông vừa tập tài. À, ông làm một cái đèn rất là hay nha, các bác có thể nhìn thấy đây. Bên trong có lối ngoài, cái lối để thắp sáng này. Tu nó tha với tu. Ông đây có nuôi mấy con chó. Và ở đằng sau này. Đằng sau xem có gì. Ồ. Ồ, ở chỗ này là không gian để nồi đây các bác. Ôi, ấy chà.
Ông ở đây ông cũng rất là có một cái sức sống khá là mãnh liệt các bác. Ở đằng sau này là chỗ để bát đũa này. Ông thì chắc không có bát đâu. Ông chắc là chỉ có một cái bát này thôi này. Đấy, chỉ có một cái bát này. Cháu cũng là thấy không có một cái bát nào. Cái nồi nước canh. Đây nồi mèn mén. Trời. Còn đây là chỗ nước. Nước này cháy hết sạch luôn rồi. À vẫn còn. Vẫn còn nha. Ở trên đằng cao này phải dự trữ nước như kiểu là dự trữ vàng luôn. À, đến lúc mà hết nước cái còn cái có chỗ mà để xoay sở luôn các bác. Nhớ đi dòng đua, chụp dòng đua trả, nhớ trả dòng đua rồi chà. Nhớ trả... Dòng đua mất đi dòng đua rồi. Đã đi mua. Đã đi mua tàu rồi. Ừ, chỉ mất tàu trâu chứ. Chỉ mất tàu trâu chứ. Khổ quá các bác. Bây giờ ở dưới kia có nước, nhưng mà không có củi. Bây giờ lên đây có củi nhưng mà không có nước. Chả hiểu lý do gì mà ông lại không ở với con trai. À, theo cháu không được biết thì người Mông thì sẽ là như này. Nếu mà đã chia nhau ra ở hết rồi thì ông cứ tự kiếm ông ăn. Đấy, con cứ tự kiếm con ăn. Xong là cứ thế mà ở thôi. Con đi dấu á chị già? Dấu ấy trang dê ôm một cầu. Ôm một cầu á? Ông đang nghe làm cột này. Đấy. Đấy, cháu nghe thấy tiếng kẹt của ông đấy là ông đấy đang đục cái này. Đấy, các bác có thể thấy đấy. Một cầu á? Ừ. Ôm một cầu quá chị? À, ở đâu nhá? À, ông à, đục cái này để làm một cái cột để dự trữ cho cái này. Đẩy cái này lên này. Cái chỗ này... Còn nếu ông lấy từ lọ cho... Cho cái này, lấy từ lọ. Lấy cho cái này mua rồi? Mua tao rồi? À, thế là ông vẫn rất là chịu khó. Ông vẫn đi tận dưới này, ông đi lấy những cái rơm này về, cái cỏ này, cỏ rơm này về để làm một cái mái. Không có tiền nhưng mà ông sẽ tận dụng những cái cây cỏ để làm mái luôn. Rất là hoành tráng. Ở trên cao này một mình một thế giới luôn. Trời ơi. View thì quá là chất lượng luôn. Ra ngoài buổi tối mà ra ngoài đây thì view chất lượng hết chỗ nói luôn. Con níu mông chín mùa giờ? Mua mông chín mùa nè. Chín mùa rồi? Tưởng là cái này có ong nhưng mà không có ong nữa các bác. Không có luôn, chắc là chạy hết rồi. Tại vì không có kỹ thuật để nuôi thì ong trên vùng cao sẽ chạy hết. Cái ngôi nhà này thì theo cháu không được biết thì view rất là đỉnh. Cứ ra ngoài một cái là ngắm bốn góc đều là view hết. Nhưng mà buổi tối là ở trên này một mình hơi buồn. May nếu mà bà vẫn còn thì khả năng bà lên ở cùng thì rất là vui thôi. Dạ ơi, ở bên này bóng cho trời xuống này. Ở bên này bóng cho trời xuống này. Bên này bế xuống hả? Bóng thì dù tụ tụ đây. Ở bỏ bóng đã thấy tụ tụ mấy. Ông ta thấy dù tụt lốt thôi. Ờ. À, tụt bên này có tụt lầu nhau chứ ạ. Ở tụt lầu nữa thôi. Đúng rồi, tụt bên này bóng lại ông thấy lọc. À, thế hồi xưa là ở dưới nhà dưới thì hai ông bà có cả hai ông bà. Bây giờ bà mất rồi ông mới chuyển lên trên này để ở. Bởi vì ở dưới kia là một mình không làm được nên ông phải tự lên trên này ở thôi. Và cũng chưa quên mất giới thiệu cho các bác biết là đây là một cái cối xay. Nó, ông là chắc là khả năng... Con đi ốc cứ ốc rồi, con đã cứ lọ. Thôi là bác cứ. Thôi là bác cửa? Hắn chỉ bốc chứ hả? Không. Hắn nói chứ? Thôi là tỉa là như cái tỉa là như cho tỉa luôn. Ờ, cho cái tỉa, cho cái tỉa chứ hả? Ừ. Chờ tù ẻ luôn đi nào. Báo tù. Báo tù gì hả? Ừ, báo tù quý luôn. À. Thế là cái cối xay gió này là đi nhờ họ, nhờ mọi người ở dưới kia gùi về. Đi mua rượu, mua thịt về cho mọi người ăn. Xong là lấy cái này cái cối xay này lên đây thì không có ngô để mà xay luôn. Chỉ mất bốc cười giỏi ghê tốt nè. Tại như chỉ mất cười. Như là cá lầu á chị. Cười lò cho nhớ nhó mùi vô cười lò mà cái cá lầu. À ông tính bà rất là sâu xa nha. Lấy lên trên này rồi mai mốt nếu mà có như nào thì đi mua ngô về để xay đây. Trời ơi được mấy thằng cháu cấu khỉnh quá. Quá là tuyệt vời luôn các bác ạ. Trời, cuộc đời ông quá là khổ luôn. Thật sự ra cháu Hùng thì
thấy người già ở nơi này thì cháu cũng rất là thương. Dạ, ô tô chỉ mua chỉ dô bò chiều xí. Dô bò, một chỗ chỉ nọ rồi nhé. Dô bò nhé. Ông mua chỉ tàu dùng ấy. Dô bò, mua chỉ hoa lửa hoa dùng mà, ô cao mà dùng. Ô chỉ mua tàu chứ. Đã mua một chỗ tàu. Mua cho chỉ mà. Đấy, thật sự ra trông rất là thương người già, bởi vì trông không có tiền đâu. Nhưng mà thấy thương quá thì cho người còn đúng 50.000 thì đưa cho ông ấy. Để ông xem nào, ông có thể đi ra chợ mua những cái gì về để ông ăn cũng được. 50.000 nói chung là đối với mọi người thì nó rất là bé thôi, còn đối với ông thì chắc là 50.000 này cũng rất là khó luôn. Bởi vì ông thì chắc gì đã có tiền. Từ nãy ông mới chịu mua. Chịu mua mới đẩy kìa. Chịu mua mới đẩy kìa đó. Để cho người ông bây giờ một đồng không có luôn. Nhưng mà thầy khư thầu tư thế một khư. Thầu tư một khư. Chịu mua chỉ bao một khư kìa. Tôi nhớ nghĩ xong thì nó một khư kìa. Thế là ông ở đây được một năm mà cũng không biết chợ là cái gì luôn. Đấy. Đối với những cái bánh kẹo này cho các bé thì rất là xa xỉ luôn các bác. Thôi thì cháu cũng đến đây rồi thì kẹo thì cho các cháu nhiều một tí cũng được. Bởi vì tí đợt nào cũng phải cháu cũng mang kẹo đi theo để dự trữ thôi các bác. Nè, bố à, cho mấy tú ít khó đi này. Còn nữa, no ta... Nè. Ôi rồi. Nhất. Khai. Đấy, cũng mong sao là cái cuộc sống của ông có thể là qua cái video này cũng có thể là khấm khá hơn một chút hoặc là như nào đó, bởi vì là ông ở đây thì cháu cũng nhìn thấy rất là thương luôn. Ở nhà đã không biết làm gì rồi thì con cái ở dưới kia cũng cho cháu lên hết ở trên này với ông, bây giờ ông ở một mình rất là tội nghiệp luôn. Ở trong một căn nhà thì lúc trên đi cỏ là ua hơn thôi chị ạ. Chị cỏ thì chú mà cứ ua thôi. Mà cứ ua thế á? Mà cứ ý đầy vua thế, cứ đầy tông luôn ý. Mà ý dọc cứ ý đầy thôi. Ý dọc cứ ý đầy thôi. Trời ơi, một cái ngôi nhà như này mà ông chỉ một mình ông là lâu lâu vác một tấm, một ngày vác một tấm lên trên này để làm thôi. Tú chỉ vác rồi. Cho tú mù rồi ta. Trời ạ, các con đi làm thuế không ai giúp ông luôn. Thế là ông phải một mình ông phải tự vác từng cái một thầu ua thầu cứ là ta lo tàn đi mà ua tà lúc trên đi mà chẳng xong. Lúc trên á? Ừ. Trên thì nhớ tới chồng nữa này. Chớ ông ua thầu ua tà trời lý thiết ua tàu. Ô vì của một đôi chi lô thì ô. Chi lì. Ừ. Y dọc cứ y đại y dọc cứ y cha như nhỉ. À. Cái ngôi nhà của ông làm 5 tháng mới làm được cái ngôi nhà ở trên đỉnh núi này. Và mỗi lần đi lại thì ông cũng chỉ vác được một cái, một là vác ngói, hai là vác một cái cây trống như này. Là ông phải đi bò lết từ 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 dưới kia lên. Cứ khứa ra đó. Nếu mà theo quan niệm của cháu thì già tầm này thì nên ở với con cháu. Nhưng mà thấy nghe bảo là bây giờ chia hết nhà hết đất rồi thì cả phần ông cũng có thì chắc khả năng là con cũng không gọi là không quan tâm mấy. Ở từ tốt chỉ lũ ở rồi già nè. Hai chú hả? Nữa. Lũ đứa mà nhìn nhau nhìn luôn rồi. Cái một cậu tàu thiềm. Thế bây giờ là cái quan niệm là con vẫn thương mà bây giờ là tách nhau ra ở lâu lắm rồi không muốn ở cùng nhau nữa. Trời ơi, cái quan niệm này thôi còn chưa biết, chưa hiểu được là mọi người trên này suy nghĩ kiểu gì luôn. Đấy, thật sự ra là cháu Hùng có một cái suy nghĩ là con cái không thương nhưng mà không phải. Là do bây giờ là tách nhau ở quá là lâu, bây giờ muốn ở chung thì cũng sợ xấu hổ các thứ thôi. Thế ông không dám ở cùng. Tú lô một chỗ xuống nè. Hả? Tú lô một chỗ xuống nè. Hai chỗ tú lô á. Một chỗ xuống. Tú lô này nhu mua cái chỗ xuống. Biết sao? Thế cũng còn trẻ, con trai lớn 30 tuổi cũng còn trẻ quá. Thằng con này, các bác thì thấy được chân này, đen xì xì, đen từ đầu đến cuối luôn. Nhớ đi mà nhỏ nữa chứ. Mà nhỏ, ô một chê hả? Ô đi hả? Đấy, sau khi hiểu được cái câu chuyện của ông thì cháu Hùng cũng một phần nào đó cũng hiểu được cái cảm giác mà khi mà về già. Đấy, các bác có thể thấy là khi mà về già, các con mà đã chia nhau ra ở rất lâu rồi thì là mình muốn ở với các con, nhưng mà cái hiện tại á là mình có một chút xấu hổ ở với các con vì các con còn gia đình nữa. Trời ơi, sau này không biết là mình về già mình sẽ như nào nhỉ. Trời ạ. Nghĩ đến ông mà cũng thấy thương thương. Điều kiện thì không có. Nếu mà có điều kiện thì cháu cũng mua gạo vào cho ông luôn. Nhưng mà
Bởi vì là thực ra thì trong người cháu không còn kinh phí nữa. Hết sạch luôn các bác. Rất là khổ. Một mình ở trong cái một cái nơi mà hẻo lánh như này, ở trên đồi núi này thì buổi tối mà ốm đau thì chắc khả năng là cũng không ai biết đến luôn. Nếu mà có ốm đau thì nếu mà con trai có lên thăm thì là lên. Nếu mà ông có tắc thở thì chắc là khả năng cũng không ai biết luôn. Bởi vì ở một mình ở trên đỉnh núi này thì kêu cũng không ai thấy, nghe thấy luôn. Vì các con ở tít dưới kia luôn. Đấy, các bác có thể biết đến là cái con người ở trên vùng cao này, người ta sống, người ta suy nghĩ một cái gọi là rất là cổ hủ. Cháu Hùng không nói tất cả mọi người nha. Cháu Hùng nói đang nói là một số người ở trên vùng cao nha, của dân tộc Mông nha. Rất là cổ hủ luôn. Ở dưới kia thì nhiều nước không củi, lên trên này thì nhiều củi không nước mà đi lại rất là khó nha. Ở trên cao này thì đi lại rất là khó, nhưng mà tại sao ông lại chọn quyết định lên ở trên này? Chắc là khả năng là cái mà để sưởi ấm cái cơ thể con người ấy, thì cái điều đấy chắc là vẫn quan trọng nhất. Đấy, nên là ông mới quyết định lên ở trên này. Không thì tự nhiên nhà ở dưới kia ông lại chuyển lên trên này làm gì không biết nữa. Bà thì cũng mới mất được 4 năm thôi. Ông thì cũng có tuổi rồi. Và cái câu chuyện hôm nay chúng muốn chia sẻ cho các bác biết là đến cái cuộc sống của con người đồng bào dân tộc trên vùng cao, để các bác hiểu rõ hơn, để các bác ở dưới xuôi các bác có thể hiểu rõ hơn về cái cuộc sống ở trên vùng cao này. Và cũng mong muốn sao là các bác xem video của cháu Hùng ấy, đừng để những cái lời ác ý để cho ông nha. Bởi vì là ông thì cháu Hùng cũng cảm thấy rất là thương, cũng thấy là một phần nào đó cũng rất thấy là trong con người á có cái một chút lòng thương dành đến ông luôn. Nếu mà cháu Hùng đợt sau cháu Hùng vào mà cháu Hùng có điều kiện, cháu Hùng có kinh phí thì cháu Hùng sẽ mua gạo cho ông nha các bác. Đó, cháu Hùng sẽ cố gắng xem là có tiền thì cháu Hùng sẽ mua gạo cho ông. Bởi vì ông ở trên một cái đỉnh núi, một cái mỏm đá rất là xa xôi luôn. Đấy, bên này là vực, bên này cũng là vực, mỗi cái ruộng ở giữa này là cũng là vực thôi. Ôi mà nói chung cũng quên mất không hỏi là cái nền nhà đấy là ông làm được bao nhiêu, trong bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm mới được cái nền đá như vậy và ông lại quyết định ở trên đấy. Thì để đợt sau cháu sẽ vào, cháu sẽ hỏi kỹ hơn các bác nha. Và video của cháu Hùng đến đây là kết thúc. Hẹn tất cả bác và tất cả mọi người video tiếp theo trên kênh của cháu Hùng nha. Bye bye và hẹn lại gặp lại các bác nha. Đoạn đường đi vào nhà ông đến nơi như này, đây có cái tầng ở dưới đấy là coi như là cái cuộc đời coi như vỏ đấy các bác. Trời ơi, đường kia còn đi một dây đôi rồi, mấy xe một cả cho nhỉ hả?